Bây giờ là em thí nghiệm 3 mẫu súp, mà trong đó nào có một mẫu là em thấy nó kinh khủng. Đó chính là con B và C S12 này, mẫu của BNC Design, thùng là của bản gốc là của BNC Design thiết kế nên cái mẫu súp như này. Bát 30 thôi, nhưng mà cái sensitivity em không ngờ nó phết, nó còn vượt bạt hai con này. Vượt hạt hai con B15 hai phiên bản, hai version. Một là nắp củ RCF, hai là nắp củ JBL. Để em sẽ quay lại gần cho các bác xem kia. Đây là cái phần củ loa này. Đấy, bát 30 tới 2100. Hình như là tới 2100 hay tới 190 của 16 thì lâu không nhớ. Nhưng miễn là con bát này là ngày xưa em thí nghiệm lên em thấy khá là ưng ý. Đây là B và C S12 này. Mẫu thí nghiệm bản quyền. Rất nhiều các bác hỏi rồi nhưng em chưa muốn bán. Và hai cái mẫu sau đây nha. Thì bây giờ em quay lại cho các bác xem mặt trước này. Một cái này em đã nắp lưới rồi nhé, lưới tháo ốc nên là cứ nắp luôn. Một con là nắp bát RCF NF15G401, còn một bên nắp là JBN2226H. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem cái thông số đắp tuyến của con BNC này nhá. BNC thì em đã chụp ảnh lại rồi. Đấy, đây là BNC này, đã chụp ảnh lại nhá. Ok, chúng ta sẽ lấy cái tham chiếu này. Đây là đỉnh 3 này, 0 này và trừ 3 này. Thì nên lấy cái đỉnh nhá, là 44 hex này. Em đang HPF là 100 hex ở trên con cốt này. HPF là 100. Đấy, booster 24. Đấy, là HPF là 0 này, RPM 100 này, quên cái đọc nhầm. Đấy là của BNC nhá, đã chụp ảnh lại nhá. Chúng ta sẽ sang cái con JBL nào. So sánh 3 mẫu súp hiện tại đang có và chuẩn bị thương mại. Đây là cái đắp tuyến của con JBL B15 JBL thì em đã chụp ảnh lại rồi. Thì các bác thấy rõ cái sensitivity chưa? Tức là độ nhạy tín hiệu đầu vào ấy. Đấy. Con này là 44 hex nhưng nó bị đuối hơn. Nhưng mà cái đoạn này là đuối hùn hẳn này, 54 này. Đấy. 82 này, xong bắt đầu lên đây xuống đều dốc. Tức là con súp này là gọi là nôm na là nó được cái cục tính, tức là khoảng 80 hex nó nổi lên. Ok, xong con B15 bát JB. Bây giờ em sẽ chuyển sang là B15 phiên bản là bát RCF. B15 phiên bản bát RCF cũng đã chụp ảnh lại. Đây, B15 phiên bản bát RCF. Các bác nhìn này, thì B15 phiên bản bát RCF thì cái giải trầm nó khoảng 44-45 hex nó cộng lên, nhưng mà cái giải cục tính thì nó giảm xuống 85 hex, bắt đầu nó trừ xuống sau một tí so với B15. Đấy, chúng ta thấy luôn. Nên là trong 3 con mẫu súp này thì em thấy đánh mạnh nhất là con BC S12. Đấy, tên là bát 30, súp hầm 30 từ to con lớn, còn lại là hai con kia là xích xếp theo. Đây là đo tại khoảng cách như này nhá. Mic đến loa là khoảng 2 mét. Đấy, thì thông số nó được như thế này. Các bác muốn lựa chọn súp như thế nào để phù hợp chơi trong gia đình? Có nhất thiết là to là phải hơn không? Hay là bé nó hơn? Đấy. Các bác muốn RCF này, JB này, hay là muốn súp hầm 30 hybrid? Súp hầm 30 thì nó chỉ được này thôi. Cái mắc SPL thì nó cũng nôm na nổi hơn. Đây, bây giờ để chứng minh lại thì em sẽ cắm lại cái dây tín hiệu, dây loa vào con BNC này. Không có chỉnh gain in lên nhá. Cứ miễn là nghiên cứu tốt, làm được là nó sẽ thành công. Đúng không? Đây. Đây đang đo đây. Đấy. Tắt như này. Đấy, thấy chưa? Đúng như các bác và anh chị em mong muốn chưa? Đây nhá, đúng như kiểu như là đỉnh núi này. 45 hex này. 120. Ok nhá. Như vậy là các bác biết cần lựa chọn cái gì rồi đúng không? Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video test và so sánh các cái mẫu súp trong clip lần sau. Tuyệt vời.